Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ tiếp tục khiên hộp nữa nè các bạn ơi, khiên hộp tập 2 nè các bạn ơi. Và lần này Happy đã qua được cái màn này rồi nè. Là cái màn khiên đá này nè các bạn ơi, là một tuyết nè các bạn ơi, đã chưa? Rồi bây giờ Happy sẽ khiên cái dĩa nè. Tại vì hồi lúc trước á, Happy chưa có khiên được cái dĩa nên Happy phải đi tập nữa. Tại vì mấy cái này rất là nặng luôn nha các bạn ơi. Mình khiên xong rồi mình sẽ đi lại đây nè, có cái miếng thảm đó. Mình lại đó mình tập cho mình có sức khỏe. Rồi xong, bây giờ Happy sẽ đi lại nha. Đi lại đây tập. Thế rồi. Ui, Happy lên 700 mấy, 727 rồi các bạn ơi. Cầm cái đồ tập tạ các bạn ơi, đó. Happy sẽ ráng tập tới cho tới chừng nào Happy qua được cái màn đó. Trời, chưa khiên được hai cái luôn các bạn ơi. Trời ơi, buồn thiệt chứ. Nhưng mà không sao, khiên được một cái là hay rồi. Xong, nếu như vậy chúng ta khiên được ba cái là mình bắt đầu qua khiên cái này nha. Trời, chưa gì hết mà năng lượng của Happy tăng lên cao chưa. Đó, nên bây giờ Happy sẽ tập tiếp. Trời ơi, mới tập có một tí là cái năng lượng của Happy phải tốn được rất là nhiều luôn. Khi một cái, hai cái. Tại vì Happy còn yếu các bạn ơi. Có người còn khổng lồ nữa chứ. Happy khiên từ từ, Happy sẽ khổng lồ lên chứ không phải Happy có cơ bắp đâu. Nhờ Happy không có cơ bắp như cái mà kéo đồ đâu các bạn ơi. Cái này là cầm đồ thôi. Đó. Là Happy sẽ ráng tăng năng lượng lên nha. Đừng có gì Happy đi tập. Rồi xong. Bây giờ Happy đi tập thôi các bạn ơi. Đó, ở đây tập húi húi. Trời ơi, cái này tập rất là tốn năng lượng quá bạn ơi. Khiên hai cái, chưa được nữa. Vậy mới tức chứ các bạn ơi. Bầm một cái nè, hai cái. Happy phải khiên cho tới chừng nào mà nó nhiều cái ống này nè. Là được chứ không phải. Cái này là số nha chứ không phải cái ống các bạn ơi. Đồ, đeo mắt kiến nhìn ngầu chưa. Đeo mắt kiến mà cầm cái dĩa trời ơi. Thôi không sao, rồi bây giờ Happy sẽ đi tập thôi. Trời, đi tập cho có sức khỏe. Húi 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 húi. Trời ơi, tập được rất là ít luôn á các bạn ơi. Tại vì cái này tập hao năng lượng cực kỳ luôn. Đó, Happy muốn ơi tăng cái này lên 4.000 luôn nha các bạn. Đừng Happy qua bên cái màn bóng rổ nè. Trời, màn bóng rổ đã ha các bạn. Happy chỉ mới qua màn tuyết thôi. Màn tuyết này cũng đẹp mà, dễ thương chứ. Đó, khiên cái dĩa đi nè. Wow, xịn chưa. Trời ơi, sao khiên ít quá bạn ơi, ít năng lượng quá à. Quá, wow. Ok, bây giờ mới nhiều năng lượng này. Tại vì hồi nãy nó không có ăn á. Nó không có ăn nên đi không có được. Happy phải làm nhiều, đừng có gì Happy tập luôn một lần các bạn ơi. Chứ tập đi hoài vậy thì nó sẽ rất là lâu luôn. Rồi xong, bây giờ đi tập nha bạn. Đi tập thôi. Đây năng lượng này các bạn ơi. Đó, nó đang giảm nè. Ui da, ui kẹt rồi bạn ơi. Kẹt rồi. Tập không được các bạn ơi. Thôi bây giờ đi khiên tiếp. Tại vì Happy còn rất là yếu luôn. Trời, khiên cái dĩa mà khiên không nổi á. Ở ngoài đời là Happy khiên nổi luôn mấy cái dĩa luôn. Cái dĩa mà nó to hả bạn. Đó. Đây, chúng ta sẽ tí chúng ta sẽ qua cái bóng đèn thôi. Đây nè, cái cây đèn. Xong rồi trồng cao lên. Mấy bạn này hay ghê, khiên được mấy cái đó luôn. Hay đi chưa khiên được gì hết á. Khiên mới, khiên được có cái dĩa. Hai cái dĩa còn khiên không nổi nữa. Trời ơi. Con nít nó còn khiên nổi nữa, hay đi khiên không nổi. Trời. Cái dĩa đúng không, mà trong khi đó cái người mình to gì nè. Mà khiên hai cái dĩa mà khiên không nổi. Trời ơi, hết nói luôn. Một cái gì vậy? Ôi, cái rương kho báu gì nè. Này là gì vậy? Không biết. À, hình như cái rương đó là cái rương để cho mình bét á các bạn ơi. Hay cho mình thời gian á. Để mình đi lượm mấy cái này. Hay là tăng cái năng lượng cho mình đó các bạn ơi. Rồi, bây giờ Happy sẽ đi tập nha. Rồi, tập huy huy. Rồi, 773 rồi. Hai dĩa coi, chưa nổi nữa. Hình như Happy dở thôi mấy bạn này nữa chứ. Chưa khiên nổi hai cái dĩa không? Ước gì Happy lên 1.000 đi ha. Lên cái năng, không phải năng lượng mà là cái cục tả, tay cầm cục tả. Lên 1.000 ha. Vậy cho Happy đỡ cực, tại vì cái đó là 4.000 rồi các bạn ơi. Trời ơi, 4.000 lận hơi bị cực luôn á nha. Nếu như mà chúng ta tập ở màn đó thì nó bớt hơn. Nhưng mà nó sẽ tăng cái này nó rất là ít luôn á. Đó. Đây là gì vậy? À, đây là chỗ mua bếp.
bếp nè. Cũng được, nhưng mà Happy không có muốn mua. Cái này là mình sẽ mua mấy cái năng lượng nè mọi người. Trời ơi, cái này là robot nè. Ai mà có robot á thì hãy vô đây. Trời ơi, nhưng mà Happy là Happy không có robot rồi. Bọn này Happy mới có đúng một em bé. Đem em đót ra chơi. Đó. Nhưng mà mặc dù em đó không có phụ mình được gì hết á. Được cái vui thôi. Được cái ngắm em nó dễ thương thôi các bạn ơi, chứ không có gì hết á. Nó cứ đi theo mình vậy đó. Em bị uống tới đâu là em đã uống theo tới đó. Cười quá. Thôi bây giờ Happy sẽ đi tập nha. Hí 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 rồi xong lên 811 rồi. Lên 811 rồi các bạn ơi. Wow. Wow, hay quá hay quá. Hí. Dạ, leo lên cây nhảy luôn. Vui quá, được 811 rồi. Mà vui như vậy chỉ mới có 811 thôi mà Happy rất là vui luôn. Happy sẽ ráng tăng cái này lên 1 triệu. Tuyển tập cho nó nhiều nha. Happy muốn á các bạn ơi, Happy muốn qua màn này quá. Tại vì màn này rất là đẹp luôn mà. Y như phòng tập gym luôn. Đó tập. Ui đã lên được 821 rồi nè. Đã quá đi. Yeah. Trời ơi, tập có mới tập 821 thôi là vui. Vậy đó. Hí. 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 Oh my god các bạn ơi, Happy được 841 luôn. Trời ơi, kỳ này là sắp được rồi, sắp được rồi. Ghi được 2 cái dĩa rồi. Ô, xịn xịn chưa? Ghi được 2 cái dĩa rồi. Trời ơi, đã quá. Đó, ghi được 2 cái dĩa luôn nha. Ghi được 2 cái dĩa rồi, không có được 3 cái dĩa. Rất là đã luôn mà nãy giờ Happy không biết á. Chứ thật ra nãy giờ là Happy ghi được 2 dĩa rồi đó. Mà Happy đâu biết đâu. Trời ơi, ổn rất là ổn luôn á. Đó, hai dĩa. Các bạn nhìn kỹ, các bạn sẽ thấy hai cái dĩa nè. Đó, hai dĩa chồng lên nhau. Trời ơi. Happy sẽ ráng khiêng. Tại vì khiêng hai cái dĩa là chúng ta được cộng 810 lần á. Xong, rồi đây, tập thôi. Đó, hí, 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 hí. Oh my god. Lên được 900 rồi, 907 rồi. Được chưa được ba cái dĩa nữa, nhưng mà vậy cũng được rồi, vậy cũng hay rồi các bạn ơi. Đó, hồi lúc kia Happy còn gà đó, Happy chỉ khiêng được đúng hộp có chút xíu. Bây giờ Happy khiêng được là cái dĩa luôn. Mắc cười. Rồi xong, bây giờ ráng tập. Trời ơi các bạn ơi, nãy giờ Happy tập được rất là lâu luôn nè các bạn ơi. Happy được 941 rồi nè. Trời ơi, đã chưa, nãy giờ Happy tập rất là cực khổ luôn á. Rồi nên bây giờ Happy mới được 941 nè. Để bây giờ Happy coi Happy đứng hạng mấy nha. Trời ơi, Happy đứng cuối luôn bạn ơi. Happy giỡn quá. Nhưng mà không sao, Happy sẽ ráng. Happy sẽ ráng tập cho tới chừng nào bọn Happy đủ để qua này. Hồi nãy Happy coi bảng xếp hạng, Happy hết hồn luôn, Happy đứng cuối luôn. Trời ơi. Các bạn ơi, và bây giờ Happy đã khiêng được cái đèn rồi nè các bạn ơi. Oh my god, vậy mà nãy giờ Happy không biết luôn á các bạn ơi, trời ơi. Mà cái gì thì Happy khiêng không nổi nha. Mà cái này thì Happy phóng nhanh cực luôn. Trời ơi, hay thiệt chứ. Hình như ba cái dĩa nó bị lỗi các bạn ơi. Thấy Happy hay chưa, bây giờ Happy mới để ý á nha. 700 mấy luôn. Nhưng mà không có nhiều như hồi nãy các bạn ơi. Nhưng mà thôi không sao. Nghĩ sao là có năng lượng là được rồi. Đó. Hôm nay bầm xong rồi. Ok, hí, hí, hí. Wow các bạn ơi, Happy lên được rất là nhiều năng lượng luôn. Không phải năng lượng, Happy lên được rất là nhiều sức mạnh luôn nè. Trời ơi, 981 luôn. Đã chưa bạn? Rất là đã luôn nha. Xịn chưa? Trời ơi, có mấy bạn không có qua bên đây được. Tội nghiệp quá ha. Rồi bây giờ Happy sẽ khiêng cái này đi. Trời ơi, Happy nhảy cái đèn nó bay theo luôn bạn ơi. Nó phóng theo luôn. Cười quá. Rồi bây giờ Happy sẽ lại nha. Chia đây. Đó, tập. Húi, húi. Và bây giờ Happy đã được 987 rồi nè. Đã chưa bạn ơi?
Trời ơi, rất là xịn luôn. Đó, khiên thêm cái đèn nữa, nhảy cho cái đèn nó tưng lên, mắc cười quá. Rồi xong ở đây nữa, chỉ cộng được hai phát thôi. Một, hai, đó, thấy chưa, nói mà Happy biết luôn các bạn ơi. Tại vì Happy nhìn cái số là Happy trừ ở đây nè. Trượt hai nhát thôi. Một cái đèn, đó, xong ở đây. Rồi, và đem cái đèn khiên. Khiên đi nữa. Bum. Đó các bạn ơi, Happy cầm cái đèn lên, Happy làm cái đầu của Happy luôn. Trời ơi, mắc cười chưa. Mắc cười quá. Rồi, bây giờ Happy sẽ đi khiên nha. Khiên ở đây. Đừng cầm. Happy biết tại sao mà chỗ này nó cầm hết rồi đó. Tại vì hồi nãy á, Happy khiên á. Happy khiên. Mà Happy không biết là Happy khiên được cái này nữa. Cái khiên sao mà không được luôn. Giờ nhìn kỹ lại mới biết đây là hòn đá nha bạn. Ui. Oh my god, các bạn nhìn nó trên nè. Sức mạnh của Abby. Dạ, sức mạnh của Abby đã tăng tới 997 râu. Đã quá bạn ơi, xịn quá à. Đã quá bạn ơi. Trời ơi, thôi bây giờ Abby sẽ đi. Là đây, nhớ, huyết, huyết. Bây giờ nó là 999 rồi. Ngược lại là 666. Trời ơi, ghê quá. Cái sao sao là số của Satan nữa các bạn ơi, ghê quá. Happy được 1000 rồi. Chắc kỳ này là được 1000 luôn các bạn ơi. Đó, hí xong rồi. Bây giờ Happy sẽ đi tập. Được 1k. Đó, yeah. Đã qua đây, vui ghê. Khi được không? Ô, khi không được. Vậy là khi chiên. Vậy là chỉ khi được cái này thôi hả? Cái gì kỳ vậy? Được 1000 rồi mà chỉ khi được cái đèn thôi bạn ơi. Tại vì cái này nó rất là dởm luôn á bạn ơi. Đó, đi qua đây. Ồ, Happy muốn khiên cái hòn đá quá. Đạp hòn đá cho hòn đá bể ra. Trời ơi, mình đạp hoài nó không bể đâu bạn ơi. Điểm đạp giống Happy. Đạp tới chừng nào nó mới bể được. Để mình khiên từng chút qua hay gì. Không có chuyện đó nha bạn ơi. Tại vì Happy giỡn thôi chứ đâu có chuyện đó. Rồi, Thủy, quanh đây. Rồi xong. Để bây giờ các bạn muốn coi Happy khiên phiên bản lắc mạnh không bạn? Đồ tập chứ cái đã. Rồi, Happy qua bên đây. Hello mấy bạn. Hello. Đây, 1, 2, 3. Khiên nhanh chưa? Happy qua bên đây, Happy khiên, Happy khoe mấy bạn đó. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn Happy khiên cái hòn đá này á, khiên được 3 cái hòn đá chồng lên nhau được á, y như con người tiếp như này nè, thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực để khiên nữa nha. Chứ bây giờ cái tay của Happy, trời ơi, nó đau quá các bạn ơi. Và giờ thì bye bye các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.